xin chào các bạn à, mình là hậu trong video này mình với các bạn sẽ cùng nhau mình đi setup một số thứ linh tinh cho dự án của mình để sẵn sàng cho cái việc mình làm một số cái ví dụ về về query các bạn ha rồi thì trong video này mình với các bạn sẽ có làm thứ nhất là mình giới thiệu về code uh, ông thần code iam một cái ông thần ai hỗ trợ mình code uh, generate cái code ở trong vs code ha được free các bạn ha ngon khá là ngon à, cái thứ hai là mình app uh, mình sẽ cần fix cái absolute path để mình khỏi làm cái chuyện đó là mình cứ có những cái như chấm xịt chấm xịt, chấm xịt chấm chấm xịt vân vân á à, lúc mà mình ở trong những cái file mà ở tầng sâu á mình muốn import những cái file ở tầng trên á nó khá là khó thì mình dùng cái absolute path config này ha rồi tiếp theo là cái prettier và cuối cùng là cái thằng ACS client ha rồi mình đi qua ông từng thằng đầu tiên đi ha cái đầu tiên là cái code à, mình không biết đọc này làm sao nữa à, code im <laughs> rồi code im này thì cái này là mình thấy trên website giới thiệu là nó là free forever luôn các bạn ha ngon lành thì các bạn có thể là bấm vào cái nút mà get cái extension này ha nó sẽ có cài trong vs code luôn ha đó à, và các bạn tham khảo thử là cách xài nó như thế nào luôn thì chưa thì mình sẽ demo trong quá trình mình uh, mình làm với các bạn à, còn các bạn hay là tham khảo thêm ở trên website ha nói chung khá là tiện các bạn khá là tiện kiểu như là bạn chỉ cần uh, uh, viết cái function thì nó gửi những cái phần còn lại ha hoặc là các bạn hay chat nhờ hỏi nó dịch dịch hoặc là kêu nó làm thêm cái gì đó vân vân và mây mây nó sẽ đủ có hết tự lưu luôn <laughs> nên là cái này là à, mình sẽ cùng với các bạn cùng nhau thử ha tại vì bây giờ ai nói nhiều quá các bạn thì mình phải có cái ai hỗ trợ để code nhanh hơn tuy nhiên là các bạn lưu ý ha các bạn không phải không đừng bao giờ tin tưởng 100% vào code của ai nha bạn phải có đủ cái khả năng kiến thức để bạn kiểm tra được cái tính đúng đắn của cái code nó tạo ra có thể là cái code nó tạo ra khá không đúng nha nên là bạn phải đảm bảo là bạn đủ hiểu là nó đang làm cái gì, cái code đó nó làm cái gì, à, nó chỉ giúp mình tiết kiệm thời gian thay vì mình ngồi mình gõ từng dòng thì nó rác ra cho lại nhưng mà à, các bạn cũng phải biết nó làm gì ha. Rồi, thì các bạn cái này phần cài đặt đơn giản các bạn tự làm giúp mình ha, à, các bạn tự cài giúp uh, giúp mình. thì sau khi xong nó sẽ có một cái ô chat nhỏ nhỏ giống giống thế này nè. đó, <laughs> của mình là welcome easy finance gì đấy, ok ha, ok. cái tiếp theo là về cái absolute path thành fix thì để để config cái này project của mình là sử dụng vit và ông thần typescript thì ở đây mình để 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 hỗ trợ cái này mình sẽ cần sửa hai nơi cái nhất là cái ts config rồi ha đó mình sẽ thêm cái cái base và cái path này vào trong cái compiler option thì mình sẽ có thằng ts config ở đây trong cái compiler option mình sẽ thêm à, mình sẽ thêm vào là mình sẽ thêm cái base url là chính là cái folder gốc à, folder gốc và cái path của mình là nếu như mỗi lần mà dùng mình dùng a còng xịt cái gì đó thì nó sẽ tương đương map với lại cái folder là 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 là, là, là sheet, cái cái gì đó ha thì ví dụ như là bạn ở trong một cái file nó rất là sâu ở trong cái 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 project folder thì các bạn vẫn bạn có thể dùng cái này cho nó gọn ha thay vì phải dùng ví dụ như chấm chấm xịt chấm chấm xịt chấm chấm nhiều nó nó không có đẹp lắm ok ha rồi thì cái đó là cho ts config cái tiếp theo là mình cũng phải để cho ông thằng git ông Vít, ông ông này nè ông 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 phải hiểu được các bạn ha ông phải hiểu được cái 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 ký tự này nè đó ông phải hiểu được thì lúc này mình sẽ cài thêm một cái ông thần nó là cái ts config một cái plugin để cho nó hiểu cái ts config path này luôn thì mình sẽ cài thêm cái ông thần này vào trong project của mình thì mình sẽ vào trong cái này project của mình đang là stack query đúng không learn đây nó sẽ chuyển tới cái folder lên tên stack query của mình Thì mình sẽ Thì mình xíu mình mở rộng nó ra tí ha Ok thì mình sẽ chạy cái này ờ, <laughs> uh, Mình sẽ copy lại cái lệnh này Mình chạy Đó mình add cái này vào Depth dependency thôi các bạn ha uh, Cái này V4.2.2 là cái folder mà mình sẽ add Đây nó sẽ ra 4.4.2.2 này các bạn ha À, kiểm tra là trong backet Jason ở à, à, thằng này ha rồi sau đó mình sẽ vào trong cái vit config à, cái file vit config này mình sẽ thêm nó vào à, mình sẽ import cái ts config path này và sau đó là các bạn sẽ à, xài thêm cái block in nó à, cho truyền vào ha thì chỗ này mình sẽ có ts config path đó mình xài thêm vào trong này đó ngon lành ha dễ yeah. rồi để coi thử là nó có chạy được hay không thì mình sẽ test bằng cách là bây giờ mình thử ha ví dụ như hiện tại mình chưa có nhiều file mình thử thôi ha à, ví dụ ở đây mình đang có cái cái chấm xiệt thì cái này là cái cái folder thì mặc định là với những cái nào mà mình dùng a cộng vào thì nó sẽ hiểu tương đương với folder là folder sụt đó thì như vậy là à, khi mà các bạn dùng cái đây bạn sẽ dùng chấm xiệt này nó sẽ tự động nhắc ra nè app à, này thì coi thử nó có hiểu hay không ha nếu nó hiểu cái syntax này tức là nó chạy được còn nó không thì là thua <laughs> rồi đó. À, rồi, để mình chạy ở bên cái này đi ha. À đẹp. Rồi, cho mình mở lên ha. À localhost 3000. Đó, các bạn thấy là nó lên được bình thường ha, stylus được à, bình thường ha. Tức là nó à, nó chạy được ha. Ok. Tức là nó hiểu, nó không có bị lỗi về syntax của cái âm thằng này. Đó. Rồi, như vậy là xong cái phần config cho cái absolute đó, cái này ha Ok, cái tiếp theo là cho Bridger File để lên format Ví dụ như là bỏ đi những cái semi này hoặc là nó thành fix lại cái file, nó format lại cái file cho nó gọn đẹp Cái kiểu tự thêm những cái space vân vân ha Thì cái này chắc các bạn biết hết rồi thì mình làm nhanh thôi Ờ, uh, À, ở đây mình sẽ cùng với các bạn test thử cái âm thần, cái code um, Code IM, à, AI, mình thôi mình gọi AI đi cho nó dễ ha rồi mình sẽ dùng command i e này, đó mình mở lên nó ra một cái ô chat, thì mình cái file này nó biết cái file này file gì rồi, nên mình nói là full settings uh, gener, generate full settings of this file rồi, sau đó mình sẽ dùng command ship enter để nó bắt đầu xử lý cái lệnh của mình để cơ ra đại gì, <laughs> thì thông thường ví dụ những trường hợp này thường config mình cũng sẽ không nhớ hết, mình sẽ lên cái trang web của nó, mình sẽ copy xuống rồi sau mình sửa lại theo ý của mình còn này thì bây giờ mình không cần nữa, có rồi, nhờ đó, mình thấy không? Nó rất ra thấy cái đóng này và nó có accept hoặc là uh, reject Thì nếu như bạn đồng ý thì bạn dùng option A Đó, còn không thì option N Nó sẽ reject Hoặc là bạn click ha Tức là mình thì hay dùng cái socket uh, shortcut cho lẹ Đây, ví dụ có dùng semicolon không Thì mình sẽ không dùng semicolon dấu chấm phẩy ha Single call là đúng rồi, cái top width thì mình sẽ refer lên khoảng chấm 2 cho nó dài dài ra xíu tại thường màn hình của mình nó rộng chứ nó không phải giống như màn hình nhỏ nhỏ ngày xưa nữa 80 thì ít ha hoặc là các bạn có thể là refer tới trăm cũng được đó các bạn thấy cái nào hợp lý thì bạn làm hoa thường thì mình chỉ có 100 hoặc là hai thôi đó rồi thì ví dụ như mình vào đây các bạn thấy là bây giờ mình sẽ vào đây mình dùng command s nó sẽ bỏ nó sẽ chuyển cái double code thành cái single code rồi cái dấu chấm phẩy nó cũng bỏ đi hết ha đó nó format lại rồi ngon làn hen như vậy là có Bridger các bạn nhớ là phải cài thêm cái có cái plugin Bridger trong VS code của bạn ha à, bạn nào chưa cài Bridger thì nhớ cài cái thằng Bridger VS code, ha rồi cái cuối cùng là mình sẽ setup up cái thằng axios client rồi ok thì mình sẽ tạo ra một cái file ha à, cái file đó mình sẽ đặt trong folder API và nó tên là axios uh, axios client ở trong cái project này mình sẽ dùng theo cái naming convention đó là mình dùng ký tự bình thường hết khi mà đặt tên file mình dùng ký tự thường hết và mình dùng dấu gạch nối ha rồi ở đây tức là ACS client thì mình sẽ đi mua cho các bạn xem luôn um, cái cách mà mình sẽ gõ <laughs> cái lệnh để cho nó ra được cái 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 mới này thì ví dụ như là mình ví uh, như mình phải đưa cho nó một số thông tin ha uh, ví dụ chẳng hạn như cái mình copy cái base url này ha đây là cái đường link base url của cái phần api của mình rồi ví dụ như là mình cũng sẽ dùng command -e để mình bắt đầu mình nhờ nó làm đây <laughs> nên mình gọi là setup um, gọi là mình gọi là export an, um, object acos client tại mình muốn là có một cái object nó tên là acos client đúng không uh, rồi sau đó là as A new instance of acos rồi uh, with cái gì đó ví dụ page URL thì mình đưa cái này vô um, header thì các bạn sẽ nói là content type JSON tức là các bạn sẽ không cần gõ quá đúng chính xác nó sẽ hiểu được cái content type JSON đó là cái gì đó um, on, với tiếp theo là mình sẽ nói là cái interceptor response uh, use response chấm data if um, available otherwise from back to response đó add response interceptor ok mình có thử là cái nó ra cái gì ha thì có thể nó sẽ ra không đúng một cách chính xác nhưng mà đâu đó nó cũng ra được một cái cái code setup thì các bạn từ gõ cũng được như mình nói ha thì uh, như mình mình gõ thì nó cũng sẽ ok thôi các em thấy nè nó ra hầu như <laughs> giống như cái code mình mình khá là mong đợi ở nó ha thì mình sẽ ví dụ mình accept đi ha nó tự import cái axios nè nó có export một cái instance ở một cái object là axios client nè Dĩ như là mấy cái tên này bạn phải tự tự đặt nghĩa cho nó tức là mình phải mong muốn là tôi cũng muốn có cái object đó tôi muốn có cái instance đó uh, cái nó nó làm cái gì nhưng mà các bạn không cần phải quá chính xác ví dụ như là mình nói cái header content-type json đi mình không cần phải gõ chính xác à content-type là application json mình ghi json thôi nó tự hiểu Rồi interceptor cũng vậy nó cũng sẽ tự setup cho mình đây là cái uh, response interceptor cho cái phần success này phần error Phần, uh, tạm thời cái mấy phần error mình cứ để đơn giản đi ha còn phần response thì nếu như mà nó có data thì mình lấy cái phần data còn nếu không thì uh, mình lấy response ha rồi ngon lành như vậy mình <laughs> đã có được cái uh, gọi là một cái phần setup cơ bản cho cái thằng asios client các bạn ha đó ngon lành không rồi um, ở đây thì các bạn có thể là ở đây các bạn ở đây mình có thể export default hoặc là exp, export cái Uh, cái này gọi là export về cái um, cái 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 dạng uh, name name export ha mình export ra thôi thì kiểu nắm được thôi bây giờ mình uh, cho cái này là một cái default luôn ha export default bye 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 uh, mình cho export như này đi export default ACS client ok rồi như vậy thì nói chung là nó sẽ giúp mình tiết kiệm được thời gian đặc biệt là đối với những cái file phức tạp ha mà nếu mà bạn hiểu được cái nhu cầu của bạn trong cái file đó là gì bạn viết đo rõ ra một xíu để cho nó đủ nó đủ khả năng để hiểu à, hoặc là mô tả đủ rõ để nó hiểu bạn muốn cái gì à, hoặc là trong trường hợp nó generate ra rồi nó, bạn thấy nó vẫn chưa đúng thì bạn sẽ à, nhờ nó uh, generate lại nhưng mà với thông tin nó nhiều hơn chi tiết hơn một xíu ok ha rồi như vậy thì mình đã có được bốn uh, thứ ha thứ nhất là có có đi nè rồi sau đó mình sẽ cần cái absolute path nè mình có add à, thêm cái bridge nè và mình có setup âm thanh acr client và lúc này bây giờ bắt đầu từ những video này nó sẽ có sự hỗ trợ của AI thì cái nào mình demo được mình sẽ cố gắng demo uh, cho các bạn ha. Thì nói chung có <laughs> nó nó sẽ nhanh hơn giúp mình uh, rất rất là nhiều. Dĩ như các bạn phải hiểu được cái code này nó làm cái gì ha. Mình phải hiểu được nó là cái gì. Uh, chỉ là nó giúp mình uh, tạo ra cái code cho cho nhanh thôi ha. Ok, thì từ video tiếp theo mình sẽ với các bạn sẽ bắt đầu đi vào những cái ví dụ mình làm những cái uh, từng những cái trường hợp mà mình sử dụng React Query À, trong từng tình huống mình sẽ làm như thế nào ha thì ở video tiếp theo mình sẽ làm một cái simple query thôi để cho mình bắt đầu sẽ để có thử nó chạy như thế nào rồi sau đó mình bắt đầu đi vào những cái tình huống nó uh, phức tạp hơn nó nhiều thứ hơn các bạn ha ok um, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha